Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu WM Love. Vâng, nãy giờ thì không biết làm về khẩu gì. Vào game một cái thôi, cái bảng thông báo nhận đồ free nó đã tương ngay vào mặt rồi. Thích thế. Hôm nay thì mình sẽ cover bằng cây nỏ thần 10 viên. Không như những clip khác thì 11 viên. Hôm nay mình phải cài thêm cái khẩu AK Transformer để nó xóa kill die nữa. Lỡ nghịch ngu âm bà nó mạng thì có cái mà xóa anh em ạ. Ok, mình sẽ cam mic nha. Này thì ra mic này. Nhanh thế. Công nhận cái khẩu ốp này nó vẫy bá thật anh em ạ. Còn 3Z thì mình cảm giác nó chậm hơn. Có ai ra nào không? Chúng ta phải đứng đây cam xem nó có ra nào. Chắc không ra rồi. Vâng, đợi lâu quá mình rất là nóng ruột. Bắn ít khi mình cam lâu lắm. Rồi, bà Việt bà ấy đã vẫy chết thằng nào ở mic rồi. Hay quá. Cẩn thận nhá. Úi dồi. Vâng, lại lượm thêm được một mạng nữa. Hình như là clan chim gì gì đấy. Úi dồi ôi. Cái đậu sành nó nữa. Vâng, trước sau đều thông thì sống thế đấy nào được. HL kìa bạn ơi. Cày thế. HL mà ba. À, nó vào đây rồi à. Ok, Việt nó đã nốt luôn rồi. Ăn trọn. Hình như là mình gặp phải team chim gì gì đấy rồi. Hay quá, mình cố gắng thắng trận này nào. Này thì nhảy qua kê này. Thích kê với ốp không? Nó vẫy sờ mờ lờ ấy. Cẩn thận bạn ấy, rào nó bắt giờ. Rồi đi chậm các kiểu luôn, vào nào. Ui dồi ôi, thôi. Cái gì đấy, thằng nào để lên này. Đâu rồi? Vãi xoài, vâng tính đi ra một cái thôi. TMP nó vẫy chết một thằng. Thế thôi em lại rút vào. Cái đậu xanh nó nữa. Vâng, vào thủ trong đấy luôn ạ. Sợ thật. Hình lang có đâu. Mic hình như cũng không còn. Thôi đánh B thôi. Cầm bom qua B nào. B như là trống kìa. Ở bên team bạn còn hai người. Úi dồi ôi, thằng Việt nó ăn gì mà nhiều thế. Vâng, ăn vừa vừa thôi Việt ơi, cho người khác ăn với. Ủa, mà cái định mệnh mình soi cái gì vậy trời. Bê trống mà. Sorry anh em nhá. Lâu lâu hơi ngáo một tí. Ok, team mình đã clear rồi. Hay quá. Win được 2 round rồi. Còn 3 round đấu nữa. Cố lên nào. Cái gì vậy, tương khói à. Ok, team bạn đã tương khói vào khu vực mid rồi. Không muốn đấu sniper nữa. Tuyệt vời. Vâng, biết sợ là tốt đấy. Cái gì vậy? Vâng, thằng Việt nó đã ăn người ở khu vực B rồi. Đánh B thôi. Việt ơi, ăn ít thôi. Ui dồi ôi, thằng Việt tham lắm. Nó bị cung nó vẫy chết rồi kìa. Ngu người. Vâng, B1. B cầm cung. Không biết ở đâu rồi. Vâng, cung thì cứ cầm đi. Mình cầm nỏ đây. Nỏ cân tất. Vâng, ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. A trống rồi, A trống rồi. Có A đi. Nãy giờ xạo xạo hơi bị nhiều rồi. Chúng ta sẽ bắn đầu hoàng lại. Vâng, xàm xàm nhiều khi lại bị lật kèo ấy. Hai nó lại cân 4 chứ chả chơi. Bom đi. Mình sẽ kênh khu vực HL cho. Cái định mệnh hết pin. Mình chắc nốt trận này mình sẽ nghỉ thôi. Hết pin rồi. Cố lên nào. Ra không? Cái này cần phải kiên nhẫn đấy em ạ. Cái gì vậy, tương bom mà làm gì? Có khi nào đi rào không vậy? Ơ, bỏ bom à? Vãi xoài. À đù. Rào này. Rào này. Ui dồi ôi, bom ơi là bom. Chậm một giây nữa thôi là ăn được một mạng rồi. Tiếc thế. Và ngay cái tâm đỏ giữa cái thằng cầm TMP. Thế lại không ăn được.
Sợ thật, quả đấy mình thả rồi chứ. Rồi, không ăn được rồi. Này thì nhảy này. Ui trời ơi, trôn với sniper là không được đâu bạn ơi. Rào cung nhá, đừng ra đâu bạn Rồi. nhá. Rào kẹp cung rồi. Đầu bên kia có người. Độc thùng luôn Việt. Cầm cung vào làm gì vậy? Nó sẽ chết giờ. Kìa. Tự nhiên bỏ bom lại đi liều mạng này. Vãi BM. xoài. Còn còn 3 người thôi, bên team bạn còn 2. Cố lên nào. Chắc là phải đẩy thôi. 3 vs 2 mà. Cố lên nào. Phải win được trận này. Hồi sinh đến một. Để tao bắn clip vô. Vào HL nào. Ui dồi ôi. Vãi cả đi mid luôn ạ. Ừ, xong Chất rồi, vậy. xong rồi. Con thằng kia nó bắn lục Xong rồi, headshot. xong rồi, xong rồi. Bá thế. Bom Ở mid bom này. bom xong. Mình sẽ Đi đặt xong. bom nhá. Thằng cái bom cho nó chắc. Đi xong rồi. Để lâu lâu lại sấp mặt với chúng nó. Cái chân HL bom. sẽ có ấy. Không ăn được. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Không ăn Lên. thôi. Nhìn lại không? Lên đi cưng. Hai năm một, hai năm một. Lâu vậy. Chết rồi. Đây rồi. Rồi. Nhanh lên, Ui nhanh rồi lên. ôi, vẫy lỗi rồi. Vẫy lỗi rồi, ok. Còn một thằng Đi nữa. xanh lên. Ui rồi vãi cả tường flat ạ. Thôi win rồi. Hay lắm Kim ơi. Bắn chết được bằng khẩu Ra Kim Bun. Vâng, đọc hơi bị khó. Ra Tiếp. kim ném khẩu quả mù ấy. Ra đi. À đồ, vãi. Xong rồi. Nhanh thế. Tốc độ bàn À, thờ là cùng đây. cùng cùng. Cứ cứ chậm thêm 1 giây nữa thôi là bạn sẽ lên bàn thờ nhìn ngay. Vâng, nó cầm TMP đẩy kìa. Á đồ, ghê. Vâng, lại ngứa đít quá cơ. Mất gần 20 tiết. Team bạn đã đổi sang sniper. À đâu? Chắc sniper nãy giờ rồi nhưng bị giết nãy giờ thì có chứ. Vâng, thằng Việt óc cửa hó đã chết rồi. Ui dồi ôi, nó đẩy kìa. Đang đến nhà này, trong trong nhà Ơ vòm cái đậu xanh. Vãi, bắn xa thì headshot chết kìa. Đôi lúc TMP ảo thật ấy. Chưa kịp vẫy. Quả đấy thả tay rồi nhưng nó bắn nhanh quá anh em ạ. Thực không sự là không thể thả được. lâu, Khốn nạn thế. không lâu, Vâng, đôi lúc team mình quý nhau hay chửi nhau thế anh em ạ. không Nên anh lâu. em đừng có ai thắc mắc gì nhá. Kinh khí. Ừ, quý nhau mới chửi nhau thôi. Còn không quý nhau thì chửi làm đéo ấy. Sao Ok. Này thì ăn tao rồi. Nãy ăn tao hơi bị gắt đấy. Vâng, team bạn đã cầm TMP đẩy rất là mạnh rồi. Trận này bắt đầu khoai rồi. tao Ui rồi ôi. Mình tính đi theo cái thằng ở rào. Nhưng rào bị tao đẩy muốn chết. lắm. Sợ thật. Hồi sinh nhắn, hồi sinh nhắn, hồi sinh sớm ít. Ui. Làm gì đây trời. Team Đấy. bạn bắt đầu TMP các kiểu bắn như hết Xong rồi. rồi. Gắt quá. Rồi về A cầm hồi sinh nhá. TMP bắn hết shot thế kia thì. Ôi thôi xong Mít, mít, rồi. mít, mít một viên bi. Nó đẩy lên tới nhà rồi. Mít lên này. Này thì đẩy này. Là. Này thì đẩy với chúng tôi này. Còn Cái gì đậu nữa. xanh TMP bơi hết vào đây. Nhảy đi, nhảy qua, nhảy qua. Tao sợ chúng mày quá cơ. Con kem đi đấy. Khốn nạn. Xuống Chắc mình sẽ quay trở lại tại vì mình sợ rồi. nó về B cam. Nó vẫn ở mid anh em ạ. Sợ thật. Bây giờ nên đi Có về cái đâu một đây? viên nữa. Chắc là mình sẽ qua B đi. Nỏ tao 10 viên mày. Táp cho vào mặt bây giờ. Rồi. Cài bom thôi.
Ui rồi, nó thấy rồi kìa. Thấy Ok, rồi. thấy thì thấy thôi. Chắc chắn nó sẽ đục. Rẽ sang đi Mình thôi, sẽ bảo đi nó đi chậm. đâu trời. Đấy, đi chậm như này để nó không Rẽ. biết được mình di chuyển đi đâu ấy. Nó chỉ biết là mình quay qua đó và nấp thôi. Mà nó vẫn đang đục. Cái báo đi, nỏ thần cân tất. Đây rồi. Đây rồi. Ui dồi ôi. Đùa với nỏ á. Con TMP tôi còn đếch sợ ấy. Cầm khẩu lục đấy mà đòi đọ với TMP. À chết nhầm, nỏ thần chứ. Ok, bye bye các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.